Bến Tre, Hội Hoa Xuân Giáp Thìn 2024 chúc mừng năm mới. Rồi Phú xin chào quý cô chú anh chị. Sớm giờ thì Phú vừa mới đi gửi quà từ thiện, thì sẵn tiện thì hôm nay là ngày 15 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn chỉ có khoảng đúng 15 ngày nữa là Tết cổ truyền rồi các anh chị. Đó thì đường này là đường Hùng Vương. Như mỗi năm thì Phú thấy hôm nay thì bà con mình hoa thì ở đằng kia, nhưng mà khúc này thì Phú thấy những cái đồ la này kia cô chú anh chị, đồ la thì nhiều, còn hoa thì như là chưa thấy. Giờ mình sẽ vòng lại nha. Ủa cái bông là chỗ nào em? Chủ yếu là đồ la hả? Với lại mấy cái gì đó, bên trái là cái chung Tết, chung bông. Chung Tết là đồng tiền như này cái gì. Mình đi giờ này thì quay nó sẽ rõ hơn. Cái tối tối chút xíu nữa, hơi nó hơi tối cái nha. Tối quá nên là mình thấy không có rõ lắm. Đường có quần áo quá trời. Quần áo với mấy cái đồ ấy này kia này, mấy cái gì đó. Đồ kiển nè. Đồ Tết nè. Hành tỏi cũ nè cả nhà. Wow. Mấy cái đồ hả, hành tỏi rồi gì đó. Đập pháo. Đủ thứ đồ luôn cả nhà. Bắt đầu bà con mình hả, bán rồi nè. Đồ Tết. Rồi thì hai bên đường này thì người ta bán cho cái này là cái bằng áo sơ mi cái này cái gì nè quên rồi. Cái là dưa. Cái dúng rồi. Cái cái xanh. Áo sơ mi hàng lá. Áo sơ mi 15 cái. Đây là áo sơ mi nè, 20.000 một cái. Nhưng mà cái thơm này thơm rộng lắm, cái chạy không được đâu. Đồ này đồ sida. Đồ si nè, đó giày dép quần áo người ta bán, tại vì những cái mặt hàng này là Tết cần thiết đó cho nên là người ta bán rất là nhiều. Đây này là bắt đầu sắp mùng Tết rồi nè. Bắt đầu là giờ còn đi được nha, khoảng tầm 7 giờ cô chú anh chị thì người ta đi rất là đông. Đây kiển thì người ta cũng lên một hai quầy thôi nè. Ở đây thì có tắc nè, với lại mấy cái chậu ruột cái gì đây, quá trời luôn nè. Thì bên kia có một hai chậu dành hộ. Đây đường thì cũng lên bông, nói chung là cũng ít nè. Tầm lối 20 đến 25 á, người ta sẽ lên bông nhiều cô chú anh chị. Bông reo nè. Đây. Đây thì người ta bán hoa giấy. Rồi mấy cái hoa băng kê. Bây giờ công nghệ cái người ta ghép mấy cái bông giấy mà nhiều màu nè. Nói chung là mấy cái hàng mặt hàng kiển á, thì người ta sẽ lên trước nha. Còn như là dạng thọ với lại cúc á, thì tầm 20-25 người ta sẽ lên sau. Ủa đẹp quá chừng là của chú chị. Thôi hoa gì ta? Đây là hoa dừa nè. Mắt kính, quần áo, giày dép, nói chung là đủ thứ luôn. Loại nào cũng có hết. Tại vì mấy cái ụ này là người ta chưa có mướn. Đúng rồi. Nên là người ta thoải mái bán. Đặt chỗ rồi bắt đầu là sẽ có người tới trả lại. Bông giấy giờ người ta làm đẹp quá, ghép nhiều màu, 4-5 màu luôn. Hôm nay là 15 tháng Chạp rồi cả nhà ơi. Còn đúng 15 ngày, 14-15 ngày nữa là Tết rồi. Nhưng mà lối vui nhất là từ 20 cho đến 27-28 đó cả nhà. Là tầm đó là người ta đi sắm sửa rất là nhiều. Hôm nay thấy đồ la nhiều hơn. Nhưng mà anh thấy đồ nó rẻ lắm, nó không có mắc. Cái gì nó cũng rẻ. Đồ mũ nó cũng vậy nè. Nó Tết nhất thì người ta hay, nói chung là sắm sửa đồ mới hết. Nón rồi mắt kính. Nón sơn 60. Đủ loại luôn. Kiến mát 20.000, bóp nam. Quần loại 4. Dao nữa nè. Rồi quá tài. Thảm. 4 cái, 4 cái có 100.000. Tại vì những cái tiểu thương á thì người ta chưa có lên bông, thành ra là cô chú anh chị mấy cái đồ la nè giờ tranh thủ bán, chứ đã người ta lên bông rồi cái là mình bán không được. 3 đôi 5, 4 đôi 5, 5 đôi 5 giết lượng 5 đôi 100 luôn cả nhà. Mà tình hình kinh tế năm nay thì có bộ á, bông qua này kia chắc cũng không có được nhiều đó. Đó là mình đoán nha cả nhà, không biết sao.
tại vì kinh tế năm nay là xuống cấp rất là trầm trọng. Không biết bà con mình có bán hoa nhiều hay không, mà theo như là nếu mà có hoa đi chăng nữa thì bà con mình cũng mua cũng lai rai thôi chứ không có mua nhiều. Rồi mấy cái mai này tàn quá trời ơi, mai lên mình đi tới cầu gì đây, cầu Kiến Vàng hả? Đây là cầu Kiến Vàng như các quý vị. Buổi tối thì người ta cũng có bán đồ ăn vặt nhiều lắm. Bình thường thì chợ hoa thì khúc này sẽ là đông nhất nè. Giờ này cũng chưa thấy gì, đồ la là nhiều. Rồi mình đi tới cái gì đó, nhà hàng nổi hả? Đi tới nhà hàng nổi lúc này khách du lịch rất là nhiều luôn. Lúc này dịch bệnh hết cho nên là người ta đi du lịch thoải mái. Về ăn Tết nè. Ồ đây có hoa lan nè. Cái quầy này năm nào cũng hoa lan không? Đây chơi hay thiệt. Lớn cái nhà mà người ta có điều kiện người ta chuyên lan đẹp. Với lại nó lâu tàn á. Trời ơi, củ cải có 15.000 2 kg. Ờ rẻ dữ vậy. Kiểu 13 triệu. Trời ơi, mai vậy. Ồ cái góc này cũng cái gì. Ờ cái mai gì mà bự dữ vậy ta. Cái này chắc mấy chục năm rồi quá. Cái mai này năm sau mới xài được, năm nay là người ta cắt hết trơn rồi. Quá, mấy gốc quá đẹp luôn. Cổ thụ không à? Cổ thụ, cổ thụ. Trời ơi, đây nè cái mai này nè, đây nè. Thôi, ủa thôi. Sao giờ này mà nó nụ bự dữ ta, muốn nở rồi. Chắc cái này ta đặt sớm nè. Wow, quá đẹp nhiều luôn. Ghê luôn chú chị ơi. Giống như là mấy bình hoa giả gì đó, người ta bán rất là nhiều, như bao lì xì này kia, đồng tiền chứ bằng lấy gì đó, hoa đồng tiền. Nói chung Tết là không biết mua bao nhiêu vô đủ luôn cả nhà ơi, cái gì cũng muốn mua hết. Nhưng mà hôm nay là có không khí xuân rồi đó, bà con mình lãi mai rất là đông, rất là nhiều, có không khí Tết rồi. Khúc này thì bán quần áo, còn khúc dưới kia hình như là sau này người ta sẽ bán dưa hấu hoặc là bánh mứt. Rồi đó, hội hoa xuân là tới đây là xong đó cả nhà, kéo dài từ ngay chỗ phường 7 cho đến phường 5 đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thẳng ra ngoài chợ Bến Tre chút xíu luôn nha, xem coi bà con mình bán cái gì ở khúc đó. Khúc này đông nha, này là công viên Hoàng Lam, rẽ trái là đường Hoàng Lam đi vô chợ phường 5. Rồi mình đã tới cầu cái cá rồi cả nhà ơi. Xuân đã về, xuân đã về. Ở đây còn có mùa xuân chứ ở như ở dưới quê á là người ta cũng không có không khí gì đâu cả nhà. Đâu có được đi chơi Tết đâu, chỉ có Tết mới đi thôi. Công viên tối thì cái chỗ này người ta bán nước rất là đắt luôn, nước mía rồi tinh tố này kia đó. Học vịt lộn, học vịt lộn, trái cây dĩa, tinh tố món nào cũng có hết, đủ món ăn chơi. Rồi mình đã tới phường An Hội nè, bên trái là nhà thờ Bến Tre. Đây mấy chỗ này nay mai là bà con mình bán mấy cái dưa hấu rồi chưng Tết này kia nè. Này người ta phân lô sẵn rồi nè, cả nhà đó nó có cái dây xuống đó heo. Điện phân lô sẵn điện nước cái thứ này kia là người ta chuẩn bị sẵn hết rồi. Điện không có nước, nước hình như là xài nước không tên, nước sông. Rồi có chỗ này bán dưa hấu rồi nè. Một quầy bán dưa rất là sớm luôn. Đặc biệt công viên cũng có mai nha. Phía xa xa kia là cầu Bến Tre 1. Buổi tối cái người ta gắn đèn led á, nhìn rất là đẹp luôn. Đây cái chú này chú mua chậu mai nè. Đây. Sớm quá. Ở đây hai bên đường toàn là cây cổ thụ không cả nhà thấy không? Này chắc cũng có trăm năm luôn á, quá trời bự luôn mà. Khách sạn Việt Úc. Rồi mình chạy thẳng ra chút xíu chợ đêm luôn nha. Mình quay chút xíu chợ đêm cho cả nhà xem luôn. Mấy bữa nay tối gió quá chừng luôn nè, cho nên là chắc người ta không biết là cái âm thanh có rõ không chú chị.
cô chú anh chị thấy không, có sắc sưng rồi nè. Buổi buổi chiều á thì nàng xuân thì chụp hình, chụp hình là rất là nhiều luôn đó. Sắc sưng đang về trên quê hương đó, đó. Sảnh ở đây chụp hình rất là đẹp luôn nè. Cốt xám bộ hồng này cũng đi chụp hình đó. Đẹp quá. Trời ơi. Chạy đi Bến Tre, chạy đi Bến Tre. Đi ngang là thơm mùi trái cây liền. Tết năm nay thì áo dài lên ngôi. Áo dài mà kiểu xưa cả nhà. Đây là chợ đêm nữa nè, bà con mình bán quần áo, giày dép, trái cây. Bên đây là cái nhà đông không đó. Hàng chung Tết. Chợ năm nay vắng quá. Chứ mỗi năm là thấy cũng đông, giờ nó cũng với lại năm nay, chứ. Với lại bây giờ là ngày thứ năm. Thứ năm thì bà con mình chưa đi về Tết nhiều. Ở đây là thứ bảy chủ nhật. Với cái nữa là bữa nay thì cũng lai rai thôi chứ cũng chưa được nhiều. Chắc là đã cận Tết rồi người ta mới sắm đồ. Đúng rồi. Rồi ghé vô cái đường này thôi. Cảnh cũ người xưa. Chưa có ăn, cho thấy người ta đông. Anh đông. Ăn hả? Chưa. Là người đâu có ăn đâu. Ăn cũng ngon mà biết sao không? Tại vì chờ đông mới có chuyến chị rất là lâu luôn, phải đứng xếp hàng. Thế ra là nhiều khi làm biến mua luôn. Làm biến mua. Đây bây giờ mình đang ra tới đường bên Ba Con Chim. Đây là đại lộ Đồng Khởi nè. Ba Con Chim Bồ Câu. Bên kia thì là Bưu Điện. Công viên Bến Tre nè cả nhà. Có một cái màn hình LED rất là đẹp. Tết thì người ta sẽ làm những cái đèn LED trong đây nè cô chú anh chị. Cho mình đi chơi xuân. Đó thì sớm giờ hai chồng cũng dạo một vòng chợ hoa xuân rồi. Xuân rồi hôm nay là cũng có không khí Tết này cô chú anh chị. Thì cuối clip thì cũng xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và luôn gặp nhiều may mắn nha. Thì nay mai hai vợ chồng sẽ cập nhật hội chợ hoa xuân rồi gửi đến cô chú chị mình xem luôn. Nói chung là dùng 1-2 ngày mình sẽ ra một lần. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye bà con mua bán.